việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường với các nhiệm vụ là đổi mới công tác quản lý cũng như là giảng dạy và học tập thì được Bộ Giáo dục Đào tạo rất là quan tâm và đưa vào thành chủ trương chính sách. Về phía nhà trường thì được sự quan tâm của địa phương, đặc biệt là Sở Giáo dục Đào tạo đã đặt nhiều cái mô hình thí điểm về ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà trường. Phòng học thông minh thì bao gồm có bảng tương tác thông minh, có hệ thống camera thông minh, có bộ lọc âm. Các thiết bị đó sẽ giúp cho một cái tiết học tương tác giữa thầy và trò được nhiều hơn. Phòng học thông minh giúp tối ưu hóa cái dữ liệu học tập, làm cho cái tiết học đạt hiệu quả cao nhất, cũng sẽ mang lại hiệu quả cho nhà trường. Phòng học thông minh của Hikvision hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, giúp việc tổ chức điều hành các hoạt động giáo dục dễ dàng hơn và tốt hơn, đồng thời cũng xây dựng môi trường tương tác giữa học sinh và học sinh cũng như là giáo viên và học sinh. Camera giáo viên và học sinh cho phép ghi hình một cách chuyên nghiệp, đồng thời tự động chuyển đổi. Màn hình tương tác của Hikvision rất thân thiện với người sử dụng, bao gồm giao diện tiếng Việt, đồng thời có nhiều tính năng thông minh như là bảng trắng hoặc là có thể chia sẻ rất nhiều thiết bị trên hình ảnh trên bảng. Phần mềm quản lý giáo dục tăng cường sự tham gia hoạt động của học sinh từ tất cả các mọi nơi, đồng thời giúp ghi hình lại các bài giảng một cách chuyên nghiệp hơn, giúp cho giáo viên và học sinh có thể truy cập và xem lại cái tiết học đấy một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Giải pháp giáo dục thông minh của Hikvision được tạo ra dựa trên các giá trị cốt lõi, đó là số hóa, quản lý và chia sẻ các cái tài nguyên cốt lõi trong giáo dục. Hikvision trân trọng được đồng hành trong quá trình thu hẹp khoảng cách về năng lực đào tạo và thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục tại Việt Nam.